nhưng mà cũng không biết nguyên nhân. Yeah. Hỏi mình là có can thiệp, có phẫu, có gì đó. Tại vì ai cũng nói từ là giống như có cái cầm bên lai. Nhưng thật ra đâu có. Bảo đảm luôn là cầm thiệt nè, cầm xịn nè. Thật sự là chị đã làm ở đây rất là nhiều. Yeah. Làm lần trước là cách đây cũng hơn 1 năm rồi. Thì lúc đó là cũng còn hoang mang, cũng sợ đau, rồi không biết làm có hiệu quả nhiều hay không. Thì sau khi làm một lần rồi về thì đúng là mình thấy hiệu quả. Nó không phải ngay lúc đó không, mà giống như là mấy tháng sau, cái mặt mình nó càng ngày nó càng săn, nó thỏ lại. Mai là bị quá uy tín, với lại là BB Thanh Mai thì đã nổi tiếng từ xưa giờ, rất là uy tín rồi. Mà thật sự không phải một mình Tường nữa, mà nhiều người rất là làm. Nổi tiếng không, đồng nghiệp của Tường bà con ai cũng biết luôn nè. Ví dụ như là chị Việt Hương nè, anh Chí Tài nè. Đó, hình như mấy người đó còn siêng hơn Tường nữa, như là làm còn nhiều hơn Tường nữa. Thì càng ngày người ta càng trẻ càng đẹp. Tường biết giám đốc y khoa, đó là tiến sĩ bác sĩ thai, là nổi tiếng trên toàn cầu về y khoa thẩm mỹ luôn. Đó cũng là một cái gọi là đảm bảo về chất lượng, đúng không? Đảm bảo chất lượng để cho tất cả các hàng người ta đến người ta làm và yên tâm người ta quay trở lại nha. Nhiều lắm luôn á. Có, Tường giới thiệu rất là nhiều bạn bè. Thật ra mẹ Tường cũng đưa tới đây rồi, con gái Tường cũng đưa đến đây rồi. Bạn bè, ca sĩ Tường cũng giới thiệu tới đây rất là nhiều. Bởi vì mình đâu có ích kỷ vậy được em. Mình đúng biết rồi, cái chỗ làm đẹp thì mình cũng chia sẻ cho nhiều người. Để tất cả chị em phụ nữ chúng ta đều đẹp. Mà xin lỗi nha, phải phụ nữ không, phụ nam cũng vậy. Thật ra cái người đến làm lần đầu tiên á thì nó không khó. Người ta nghe, người ta không có. Nhưng mà để người ta quay lại mới là những cái lần sau mới là có. Dạ đúng rồi. Thì chị thấy là BB Thanh Mai làm được cái điều đó. Theo dõi nha quý vị nha. Lên làm. Ơi. Dạ. Dạ. Dạ em chào chị. Thư giãn rồi. Dạ thôi. Không biết cái tưởng nó giống như là mình có xâm lấn có kim chích do không phải, cái đó là cái sóng thôi. Cái sóng nó vô nó làm săn chắc với nó tăng sinh cái collagen của mình thôi. Dạ. Đẹp đúng không em? Đẹp đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Vừa làm xong tức thì cảm thấy da của mình nó săn chắc hơn nhiều. Cái cơ mặt của mình nó thõn lên, đặc biệt là hai cái cung xương chân mày á, mình cảm thấy nó cao lên. Và trước khi làm thì cái mí mắt của mình, khi mình có tuổi á thì cái mí nó hơi đổ sụp, bây giờ cảm thấy là săn chắc. Nhưng mà Tường vẫn nhắc lại với quý vị là với kinh nghiệm của Tường là khi mình vừa làm xong như thế này á thì chỉ là thấy hiệu quả 10-15% thôi. Càng về nhà mình khoảng 1-2 tháng sau thì mình sẽ thấy công hiệu nó càng phát huy tối đa luôn á quý vị. BB Thanh Mai là đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận và đi chuyển giao công nghệ này đến tất cả các bác sĩ trên toàn thế giới. Đó là một điều rất là hãnh diện cho chị Mai cũng như là công nghệ làm đẹp của Việt Nam mình, đúng không quý vị? Hiện tại là BB Thanh Mai đang có ưu đãi đến 70% luôn cho nên các em phụ nữ nè, các quý ông cũng vậy, hãy nhanh tay đến để được tư vấn và được trải nghiệm giống như các Tường, để tất cả chúng ta đều đẹp nha.